Đó là một pha đẩy bóng ra rất nhanh của Đặng Văn Lâm. Cơ hội, rất quan trọng, rất đẹp, không vào. Thank you.
của cú sút cầu đề, nhưng trong tình huống vừa rồi Đặng Văn Lâm đã ra vào hợp lý. Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.